Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc tiếp tục tăng lên tới 94.000 đồng một kg, cao nhất nước và đang đà trở lại kỷ lục trước Tết Nguyên đán 2020. Dư luận đang đặt câu hỏi liệu 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn cũng như là người chăn nuôi Việt Nam đã hết lợn thịt để bán hay có yếu tố đầu cơ găm hàng để trục lợi. Ghi nhận sau của phóng viên VTC. Hôm nay giá lợn hơi tại Hưng Yên tăng 3.000 đồng, Thái Bình tăng 2.000 đồng, cùng lên mức 94.000 đồng một kg, cao nhất cả nước và đang tiệm cận mức giá kỷ lục năm 2019. Các địa phương còn lại thuộc miền Bắc đều đang trong khoảng từ 90 đến 93.000 đồng một kg. Giá thịt lợn lên mà, đã bảo 25 lò lợn chỉ có được khoảng 5-6 lò là người ta có thôi. Thế mình ra mà không mua nhanh là hết, không có, người ta đòi bao nhiêu mình phải lấy. Giá lợn hơi tăng vọt, đẩy giá thịt lợn bán lẻ tại chợ và siêu thị cũng tăng mạnh. Người tiêu dùng đang chuyển dần sang sử dụng các loại thịt và thực phẩm khác. Thị trường lợn hơi miền Trung Tây Nguyên phổ biến giá thấp hơn miền Bắc, nhưng nơi cao nhất là Bình Thuận, giá lợn hơi vẫn lên tới 93.000 đồng một kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và Đắk Lắk dao động trong khoảng 90 đến 92.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại trong khoảng 88 đến 89.000 đồng một kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam, một số nơi vẫn tăng tới 5.000 đồng một kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai và Vũng Tàu tiếp tục cao nhất vùng Đông Nam Bộ ở mức 91.000 đồng một kg. Tại miền Tây, Sóc Trăng, Long An và Bạc Liêu cùng tăng từ 2 đến 5.000 đồng một kg lên 90.000 đồng một kg. Bến Tre tăng một giá lên 91.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại phổ biến trong khoảng 87 đến 89.000 đồng một kg. Làm cho cái giá lợn nó tăng cao, đó là có sự găm hàng ở một số những cái trang trại lớn hoặc tập đoàn sản xuất lợn lớn. Thứ hai nữa là sự đẩy giá của các cái lò mổ lớn, người ta tiếp cận được với nguồn hàng, còn lại là các lò mổ nhỏ là không tiếp cận được, cộng với lại cái diễn biến của cái dịch Covid. Nếu như giá lợn, giá thịt lợn cao quá, nó phi lý, người ta có quyền như vậy là chối từ. Và tôi nghĩ rằng là cái thị trường chính là cái dòng máu chảy sinh lời của doanh nghiệp. Nếu người tiêu dùng mà từ chối, người tiêu dùng mà tỉ đây thì chắc chắn là cái giá lợn nó sẽ xuống. Theo thống kê, tổng đàn lợn cả nước còn khoảng 23 đến 24 triệu con, giảm hơn 23% so với đầu năm 2019 khi chưa có dịch tả lợn châu Phi. Song với lượng thịt nhập khẩu lên tới 46.000 tấn từ đầu năm đến nay, sản lượng thịt lợn cung ứng trên cả nước chỉ thiếu 5% so với thời điểm trước khi có dịch tả lợn châu Phi. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải xem xét đến khả năng doanh nghiệp đang găm hàng để trục lợi, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp như hiện nay. Vâng, giá lợn hơi tăng cao kỷ lục đã kéo dài liên tục suốt 7 tháng vừa qua. Rất nhiều lần Thủ tướng chỉ đạo là phải hạ giá thịt lợn và cũng nhiều lần các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cũng cùng hạ giá. Tuy nhiên thì cho đến nay, giải pháp kêu gọi các doanh nghiệp hạ giá và kể cả là gia tăng nhập khẩu thịt lợn vẫn chưa có nhiều hiệu quả bởi mấu chốt vấn đề vẫn là nguồn cung bị hạn chế. Vâng, thực tế này thì đang tạo ra sức ép rất lớn đối với việc cấp bách phải tái đàn lợn nuôi để tăng nguồn cung, hạ giá bán thịt lợn về mức bình thường. Đây không chỉ là mệnh lệnh của người tiêu dùng mà còn là yếu tố cần thiết để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của toàn ngành chăn nuôi Việt Nam. Tuy nhiên thì để tái đàn lợn nuôi lúc này có 3 việc cần làm ngay, đó chính là khẩn trương chi trả hết tiền hỗ trợ lợn bị dịch tả lợn châu Phi cho bà con. Kế đó là phải tính đến nguồn cung cấp lợn giống cho chăn nuôi, nông hộ tái đàn. Và tiếp theo đó là cần có phương án để khoanh nợ giãn nợ và hỗ trợ thêm tín dụng cho các doanh nghiệp và người dân chăn nuôi để họ có thể tái sản xuất. Theo các địa phương thì cái khó khăn nhất cho việc tái đàn hiện nay chính là khan hiếm nguồn lợn giống do mấy năm qua thì người chăn nuôi nông hộ đã giảm đàn quá nhiều. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cách đây hơn 2 năm, lợn giống rẻ hơn rau, cho không ai lấy. Đã có hàng chục triệu con lợn bị loại bỏ. Trong số này có rất nhiều lợn nái sinh sản và lợn nái hậu bị đã phải mang đi tiêu hủy. Còn bây giờ, lợn giống là vàng, có tiền cũng rất khó tìm mua. Con này ấy, thì giờ nói thật với các chú khoảng 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7 một con mới mua nổi. 3 năm qua, chăn nuôi lợn rơi vào điều đứng, từ chỗ báo giá, lợn rẻ như rau. Rồi tiếp theo là dịch tả lợn châu Phi hoành hành, người nuôi lợn thua lỗ và bây giờ hầu hết nông hộ rơi vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất. Thế nên là gầu như là 80% những người dân là người ta bỏ chăn nuôi. Thì trong lúc bỏ chăn nuôi thì khi mà giá lợn lên thì bắt đầu nó hụt về cái lợn nái. Hụt về lợn nái thì khi hụt về nái thì nó thiếu lợn giống. Trước kia, chỉ khi nào có sự tác động thu mua của thương lái Trung Quốc,
thì mới đẩy giá lợn hơi tại Việt Nam tăng cao. Còn không thì rất ít khi có biến động. Thế nhưng hơn nửa năm nay, Trung Quốc không thu mua, thịt lợn của Việt Nam cũng không xuất khẩu cho ai. Vậy mà giá tăng cao chót vót. Ngày hôm nay, có những nơi giá thịt lợn hơi đã đạt tới 95.000 đồng một cân. Theo tính toán, cứ một con lợn nuôi trong 4 tháng, bán ra thì người nuôi có thể lãi ròng từ 3 đến 4 triệu đồng. Thế nhưng nghịch lý lại chẳng có ai tái đàn. Vì là bây giờ cái giá cả lợn nó thất thường. Đấy, thế nên là không biết là vào có được hay lại lại lỗ lần nữa thì chết chúng tôi. Nếu như trước kia, cứ khi nào giá lợn tăng hơn 40.000 đồng một cân, thì việc tái đàn diễn ra ồ ạt ghê gớm. Chỉ cần 3 tháng sau đó thì nguồn cung sẽ rất nhiều. Tuy nhiên hiện nay thì đã 7 tháng trôi qua, giá lợn hơi tăng cao kỷ lục từ 70 đến 90.000 đồng một cân mà vẫn không thấy có nhiều người tái đàn để đảm bảo nguồn cung. Vào rất chậm, bà con còn nghe ngóng xem cái giá lợn có ổn định không. Hai nữa là cũng còn đang loay hoay về cái vốn để đề nghị, tức là nhà nước hay là ngân hàng tín dụng giữ lại khoản vay cũ lại và tiếp tục cho bà con vay cái khoản mới để bà con đầu tư vào, có cái kinh phí đầu tư vào cái tái đàn để khôi phục lại sản xuất. Nút thắt ở đây chính là tiền vốn của người dân đã quá cạn kiệt, họ không còn gì để tái đàn, chưa kể nuôi lợn bây giờ không khác gì đánh bạc. Lúc này lợn giống đắt, thức ăn chăn nuôi cũng đắt, mai kia nuôi được lợn con xuất chuồng mà giá bán lại giảm về mốc 50.000 đồng một cân thì cầm chắc thua lỗ nặng nề. Vâng, chúng tôi cũng xin được nhắc lại, đó là từ nhiều năm qua thì đã chứng kiến là giá lợn hơi tại Việt Nam tăng cao chót vót chỉ có thể là dựa vào phía thương lái Trung Quốc tăng thu mua, còn không thì rất ít có biến động. Tuy nhiên thì trong hơn 7 tháng qua Trung Quốc không thu mua và thịt lợn của Việt Nam cũng không xuất khẩu ra nước ngoài. Thế nhưng giá lợn hơi và thịt lợn thì vẫn tăng cao kỷ lục. Điều này có nghĩa là chỉ có người Việt móc túi tiền của nhau chứ không phải ai khác. Và bây giờ thì túi tiền của người tiêu dùng đã cạn kiệt và cần cấp bách hạ giá thịt lợn về mức bình thường bằng các chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nuôi hiệu quả. Bởi chỉ có tăng đàn, tăng nguồn cung thì mới giảm được giá bán thịt lợn nhanh nhất. Bài học năm 2017 thì đã chứng minh, một khi có nhiều lợn nuôi thì giá bán thịt lợn sẽ quay đầu giảm mạnh. Cho dù thương lái và các khâu trung gian có làm mưa, làm gió thì cũng không thể nào đẩy giá lên được. Một buổi chiều ở trang trại chăn nuôi của tập đoàn CP Việt Nam. Thay vì chỉ cho xuất chuồng đối với lợn có trọng lượng từ 120kg trở lên như trước kia, thì nhiều tháng nay, đơn vị này cho xuất chuồng đối với cả lợn dưới 100kg, với số lượng từ 17 đến 20.000 con một ngày. Động thái này là để tăng nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên, nếu cứ đà này thì chỉ cần vài tháng nữa, nguồn lợn ở các doanh nghiệp cũng sẽ cạn kiệt. Theo đó, việc tái đàn, tăng nguồn cung được đặt ra như một yêu cầu cấp bách. Chính vì thế, một cái giải pháp là phải tập trung sẽ tăng đàn ở những nơi đảm bảo an toàn. Một là những nơi mà chăn nuôi lớn đảm bảo an toàn sinh học thì kỳ này tăng đàn. Cái thứ hai là những ở những hộ quy mô nhỏ vừa nhưng đảm bảo an toàn sinh học mà thực tiễn vừa rồi rất nhiều, tính nào cũng có, thì chúng ta tập trung tăng đàn khu vực này. Không có con đường nào khác là chúng ta phải tái đàn để ổn định nguồn cung, thì khi đó chúng ta mới kiểm soát được thị trường thịt lợn. Còn những biện pháp khác là chỉ biện pháp mới là hỗ trợ thôi. Theo các địa phương thì nguyên nhân chính khiến cho giá thịt lợn tăng cao thời gian qua là do thiếu nguồn cung. Bởi hầu hết chăn nuôi nông hộ đã bị treo chuồng, bỏ trại do đã hết sạch vốn và nợ nần chồng chất. Trang trại mà bỏ hoang cái này trong xã tôi là rất nhiều, đều là phải bỏ cái này bởi vì không có vốn. Từ thực tế này mà đã có nhiều ý kiến cho rằng, thay vì cứ ngồi đó để tranh cãi, đổ lỗi cho nhau, thì nên tập trung vào hỗ trợ tiếp sức cho nhân dân tái đàn. Bởi chỉ có tăng nguồn cung thì mới giảm được giá bán thịt lợn. Tuy nhiên, để người dân tái đàn thì dứt khoát phải giúp họ duy trì mặt bằng giá bán lợn hơi ổn định từ mức 50 đến 70.000 đồng một kg trong các tháng tới. Còn nếu bây giờ cứ kêu gọi tái đàn, nhưng mai kia khi bán lợn giá lại giảm sâu thì người dân sẽ mất hết niềm tin. Đấy, tinh thần rất hoang mang mà không biết giá lợn có ổn định hay không. Đấy, chỉ sợ nó lại xuống nữa thì là mình chăn nuôi không có lãi. Theo Cục Thú y, đến hôm nay gần 100% số xã trong cả nước không phát sinh ổ dịch tả lợn châu Phi mới và hoàn toàn thuận lợi cho tái đàn. Vấn đề bây giờ là bà con chú ý tăng đàn ở mức vừa phải. Chỉ cần làm tốt khâu an toàn sinh học và tái đàn ở mức vừa phải
thì trong 3 tháng nữa, chắc chắn nguồn cung lợn thịt tại Việt Nam sẽ đạt khoảng 29 triệu con. Khi đó, thị trường hoàn toàn bình ổn. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa là việc tái đàn lợn hiện nay thực sự là yêu cầu cấp bách để tăng nguồn cung và ổn định thị trường. Tuy nhiên thì vấn đề đặt ra đó là tái đàn bằng cách nào khi mà người chăn nuôi đã kiệt quệ về nguồn vốn, trong khi giá lợn giống lại rất cao và giá thức ăn chăn nuôi thì cũng tăng giá. Cộng với đó là rủi ro về dịch tả lợn châu Phi vẫn luôn rình rập, có thể xóa sổ đàn lợn vào bất cứ lúc nào.